hai vợ chồng tôi giỡn với nhau. Và trong mắt của mẹ tôi, em làm gì suốt ngày mới bị hậu quầy vậy? Làm gì anh giật quầy ạ? Ủa ngày nào cũng giật hết vậy? Chứ làm gì bóng suốt ngày vậy? Ủa em bắt điện thoại em chơi hả mà, làm gì dữ vậy? Công việc nhà thì không lo, con cái không lo, chồng con không lo luôn. Không lo cái gì? Cảm không chơi với anh cái gì? Mệt quá, chán chơi luôn á. Cứ vợ kêu gì mà chán rồi mà chán luôn á. Rồi sao? Chị bỏ trời á. Ờ đi đi. Đi 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 đi. Chán ở đây chưa? Đi cho cô biết mà. Đi đi. Dẹp. Yeah.